Hello cả nhà, xin chào buổi sáng. Hiện tại bây giờ Quang đang đi chuẩn bị cho mình cái bữa sáng hôm nay. Bây giờ là 8:30 các bạn này. Thì cái mấy hôm trước ấy thì mình cùng bà xã buổi tối có đi thì mua được một ít thực phẩm, không có mì và sữa cho bọn nhóc, thì bây giờ mình sẽ ăn mì buổi sáng các bạn nhé. Ok, không biết là các bạn có lười giống Quang không, nhưng mà buổi sáng thì mình mà nấu những cái món ăn khác thì nó cũng sẽ rất mất thời gian, nhưng mà lựa chọn tối ưu của Quang là mì các bạn ạ. Bây giờ thì con sẽ bóc mì ra nhá. Mì cốc này thì ăn nó tiện hơn mì gói, đỡ phải bát đũa gì các bạn ạ. Này, bên trong cái hộp mì này là có một cây thịt này. Giờ Quang giờ bóc bỏ nó ra. Đó. Vẫn biết là ăn mì là không có lợi cho sức khỏe, nhưng mà những cái ngày dịch dã này các bạn ạ thì cũng không có đi đâu được ra ngoài đường nhiều ấy. Mình hạn chế thôi thì mình ăn mì thôi. Còn không như ngày thường, buổi sáng mình còn đi được ra ngoài đường, còn chọn lựa chọn được món nọ món kia. Nhưng mà bây giờ thì giãn cách rồi, mình nên ở nhà chứ không mình cứ đi lại nhiều rồi cũng chả biết thế nào đâu. Giờ dịch dã. Thôi Quang bỏ cái xúc xích này ra đã. Bỏ cái lớp ni lông cắt nhỏ ra. Rồi ok. Quang bỏ đồ đi ra. Rồi Quang đã cho nước vào nha các bạn nha, cho nước vào mì. Đó, các bạn nhìn thấy Quang đang cho nước vào mì đây. Cây lọc nước này thì nó tiện tích hợp luôn nước nóng rồi các bạn ạ. Ok, giờ mình sẽ đậy lại. Trong lúc chờ đợi thì Quang sẽ đi pha nước sấu các bạn ạ. Đây là cái bịch nước sấu mà lần trước Quang đã có làm một cái video về cái nước sấu này rồi đấy các bạn ạ. Rất là ngon luôn. Có bạn nào chưa xem video này thì các bạn vào xem nhá, ủng hộ và chia sẻ cho Quang nha. Nước sấu của bà chị làm rất là ngon. Quả sấu giòn. Đấy mình. Ok. Thơm lắm. Mình mở lắp ra thơm lắm các bạn. Rồi mình cho nước lọc vào. Máy đều lên các bạn nhé. Vì mình nghĩ nên là buổi sáng thì mình đã ăn mì cũng nó cũng nóng nóng rồi các bạn ạ. Thì mình làm một cái cốc nước sấu này để uống, để giải nhiệt, bổ sung vitamin C cho cơ thể. Mình nghĩ như thế là cũng khá là ok rồi đấy. Rồi mình ra để mình bỏ đá vào đây nha. Đã sao? Mình sẽ mang ra chỗ đây mình ngồi.
Ok. Sẽ lấy một đôi đũa để ăn mì cho tiện. Thì trong cái hộp mì người ta cho cái dĩa này, nhưng mà ở nhà thì mình dùng đũa cho tiện các bạn nhé. Bạn đợi mình một chút để mình chuyển cái góc quay mình đặt máy nha. Xin mời các bạn ăn mì cùng Quang nha. Giờ Quang bỏ cái ni lông này ra này. Xin mời các bạn nha. Thơm lắm các bạn, cái mì cốc này mình thấy nó tiện hơn mấy cái mì gói ấy. Thì mình tiện là mình cho nước vào thôi là mình ăn luôn. Và trong cái hộp mì này thì nó cũng có sẵn một cái cây xúc xích, cây thịt này. Xin mời các bạn nha. Vừa nóng các bạn, cũng chưa nguội lắm. Cái thịt ở bên trong là mình ăn thấy cũng thơm thơm. Làm dạng kiểu xúc xích đấy các bạn. Những cái ngày giãn cách này thì mình nên hạn chế đi ra ngoài đường các bạn ạ. Nhất là bây giờ dịch bệnh thì nó không chừa một ai cả. À thôi thì cứ chấp hành theo cái chỉ thị của chính phủ. Ở nhà ăn mì các bạn nhé. Giờ mình sẽ tâm sự với các bạn một chút nha. Thứ nhất là mình nói về cái kênh của mình, và cái thứ hai là cái mục tiêu phát triển của cái kênh. Thì mình xin tự giới thiệu, mình tên là Quang. Hiện tại thì mình đang làm việc và sinh sống tại Hà Nội. Thì mình thực sự rằng mình rất là yêu thích du lịch và những cái món ăn ngon vùng miền các bạn ạ. Thì những cái dịp mà nhà mình hoặc là anh em bạn bè có đi chơi đâu xa xa, hoặc những cái khu vực nào mà có những cái món ngon độc hoặc lạ, thì mình cũng rất thích lưu lại những cái món ăn đó hoặc là những cái nơi mình đến ấy. Xong rồi gì về thì mình cũng có đưa lên trên mạng xã hội. Và thực ra thì trước thì Quang cũng có một cái tài khoản trên YouTube, thì cũng thi thoảng cũng đi đâu về thì cũng cho đưa clip lên trên cái tài khoản đấy. Nhưng mà đấy là những cái suy nghĩ của những người mà chưa thực sự biết làm YouTube các bạn ạ. Thế bây giờ thì mọi người cũng góp ý rằng là nếu như muốn làm YouTube thì mình cũng phải nên chỉnh chu hoặc có một cái mục tiêu gì nhất định, hoặc định hướng rõ ràng. Thì chính vì thế là cái kênh Quang Nước Food and Travel được ra đời các bạn. Và mình thành lập cái kênh này thì đến nay chắc cỡ được tầm khoảng 3 tháng, gần 3 tháng rồi đó. Video thì cũng chưa có nhiều, nội dung thì chưa được phong phú, vẫn còn sơ sài lắm các bạn ạ. Với lại cái cách chỉnh sửa video rồi dựng phim của mình còn non lắm. Nên là các bạn xem, các bạn thông cảm cho mình nha. Còn cái mục tiêu của kênh thì vẫn đi theo cái tiêu đề chính thôi các bạn, vẫn là ẩm thực và du lịch thôi các bạn. Mình sẽ đi khắp các vùng miền và giới thiệu đến tất cả các bạn những cái món ăn ngon rồi thì lạ của tất cả những cái vùng miền trên mọi miền tổ quốc của Việt Nam mình. Ăn sạch luôn. Đợi mình đi bỏ cái hộp nha. Cái nước xấu này là do bà chị mình làm nhé. Thì bữa trước thì mình có làm một cái clip về cái cách làm nước xấu này rồi. Thì các bạn, nếu như các bạn nào chưa xem hoặc chưa biết thì các bạn vào kênh mình xem nhé. Nước xấu ngon lắm.
Tôi thì bữa sáng thì nó cũng chỉ đơn giản vậy thôi các bạn. Ăn mì và uống nước sấu bổ sung thêm cái vitamin C, sức đề kháng cho cơ thể. Và quên không tả cho các bạn mình nghe như kiểu mình ăn những cái món cao lương mỹ vị các bạn nhỉ. Đây cái sấu giòn lắm. Nói chung là bà chị mình làm sấu rất là ngon. Quả thì vẫn giòn. Nước sấu á, thì bây giờ là mùa sấu cũng cuối mùa rồi. Miếng gừng thơm. Đây là nhà mình cũng có để một lại một hai lọ để uống dần cho bọn nhóc nó uống. Thôi bữa sáng hôm nay của Quang chỉ có thế thôi các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo được phát sóng trên kênh của Quang vào thứ 3, thứ 6 hàng tuần các bạn nhé. Xin chào và tạm biệt các bạn. Bye bye.